Hello, chào nhà, đang lại với kênh Trần Côn Đốc nha. Hôm nay mình sẽ đánh giá món là test gan và cái phòng chơi nha. Bây giờ sẽ là test mình con mua nha. Thế là tôi xanh được cái tôm du quê nha, tôm thiên nhiên ấy. Bây giờ mình sẽ gan cắt tôm nha. Đây là cái món là cái phòng chơi, chỉ là test gan thôi. Nhà xin nha, tôi xanh được nha, rồi tôi xanh được gan. Một tô với mốt nha, mát lắm nha, nhìn bao giờ nó xem nha. Thì mình sẽ bỏ đi. Thì nó gọi là nghe tâm nhé nha. Quá được vậy. Bạn luôn. Chứ nhà thấy một like nha các bạn. Một like chia sẻ biết kênh nha. Rồi chiều ra chợ thấy là các bạn có tôm không á? Là phải cắt gì gan. Bỏ sôi lên mình xáy cái này nha. Mình sẽ tối nha. Đâu là tôi rồi. Cho tôi nghe sẽ nhà quay lại nhà xem nha. Đây nha. Nhà sẽ lại nha. Tôi giờ thấy là tôi này gì nhỏ với nhà đi nha. Tôi xuống nhà, tôi xuống là vuông nha. Nhiều ngàn mà. Đâu. Sôi nó sôi quá cả nhà. Mình sẽ tí nhắc xuống đỡ cả nhà sao thôi. Đây lẫm thôi. Cả nhà thấy giờ bột đã đảo xuống không? Rồi cho xuống. Thời giãn và mùng tơ và mớp cả nhà nha. Wow cả nhà ơi sướng lắm. Mình cho nhà xem nha. Cả nhà hấp dẫn không? Hấp dẫn cả nhà. Wow vậy thôi cả nhà, để mình nhắc xuống đỡ cả nhà nha. Hello chào nhà nha, thì bây giờ đó mình đã chín rồi cả nhà nha, mời cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Biểu chào giả rồi phải rồi chào nha, chào mừng cơm cùng gia đình mình nha. Còn với tép chiên với canh mồng tơ cho nhà sao lại đó nha. Bây giờ có cái nhà cho nhà xem đây nha. Mồng
hoành tráng luôn. Vô vô chiếc này bạn nhà em. Mình có nhà anh nha, tới cùng gia đình em nha. Vô nha mọi người. Chiếc thế nào? Bạn nhà dùng nha. Nhà có cơm nhau. Đó. Rồi mà tất cả em hít đắt luôn nha. Đó. Mở nhà em hít đâu này. Đúng nè. Rồi chứ có cơm thì không. Hít đó. Không kêu không? Không kêu. Quá lỡ cái nhà. Mày nước chanh nha. Bít hết. Không nhận không? Được rồi. Cái nhà ở giường cái nhà không? Quay đường đấy à? Đường đường hả? Chanh mùi tơ mà nói với mốt mặt lắm bây giờ. Mọi người ăn cơm nha. Đó. Cải sống nó vậy nha, đây mình đi coi sống này. Lớp cải nè. Tính như là nước mắm chùa. Ừ. Có cải này nè. Bước. Đổ cơm gà lần cái gì thế này nha. Tôm gan biết tăng một cơm thôi mà thế nào. Mặt ấm nhỉ. Là những là gầu sống tiếp tôi nha. Nó làm được hô quẹt đáy gia đình. Một cơm đó. Cơm này là tôi thiên nhiên nha các nhà. Quýt một chút vào hả? Có thể. Kìa không? Ok. Nó nhảy không? Vâng. Vâng chén luôn. Nếu nhà thấy hay chia sẻ mọi người nha nha. Bữa cơm đơn giản mà ngon nhất mắt luôn không? Ừ. Chịu đây nè, bây giờ. Bỏ làm cái sông cái này nhau. Nếu mà gần gần cơ này trên nhau. Đây là một cơ mặt. Thuận người nhắn tức gan nha. Bỏ. Nước đất nhà. Quá đã các bạn. Nhà hai con đó. Em thứ hai. Quá đã các bạn. Hôm nay mình tính để cả nhà món là bật quyền luôn nhưng mà sẽ là mai mình làm được.
món là bầu hấp chín lộn nha. Đọc lại mấy ngày nha, món này không thêm món nữa nha. Mới nghiên cứu món mới cả nhà nha, menu không có đâu. Không cần mặc lắm. Món chai nha, cá là xỉu nha. Bắt không còn ngọt. Tao tới thầy nha. Vậy mày cái nhà con tép anh Trung Nguyên thích dê tới đây nha. Tại dê cũng gì hơi dài cái ngày nha. Chúc cơ nhà có một bữa ăn ngon miệng nha. Hóng gì dê ngày mai với em nha. Và nhớ hóng ngày mai là tập bị lộn hấp bầu nha. Ba gọi nhà nha. Gọi nhà không?